Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau đây mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất bên là trận đấu kinh điển giữa Liverpool và Fulham, giật đuổi 7 bàn và mãn nhãn 3 siêu phẩm. Với lệ thế sân nhà, Liverpool sớm đẩy cao đội hình và dồn ép Fulham. Ngay phút thứ 8, Salah băng vào đá bồi tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì Diaz đã việt vị trước đó. Sau nhiều nỗ lực, Liverpool cũng tìm được bàn mở tỷ số. Phút 20, no thực hiện cú sút phạt hiểm hóc. Đây là một siêu phẩm cú sút trúng xà ngang bóng bật ra chúng người thủ thành Leno trước khi đi vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên Liverpool chỉ tồn tại ngắn ngủi. Chỉ 4 phút sau, Fulham đã tìm được bàn gỡ nhờ công của Harry Wilson, một người cũ của Liverpool. Đến phút 38, sân Anfield lại xuất hiện siêu phẩm. Jimenez của Fulham đánh đầu thiếu quan sát vô tình trở thành đường truyền vừa vặn để mắc Alistair tung cú sút xa hiểm hóc vào góc xa. Cú bay người của thủ thành Leno chỉ có tác dụng tô thêm vẻ đẹp cho bàn thắng. Tuy nhiên, Liverpool không thể bảo vệ thành quả đến hết hiệp 1. Đúng vào phút bù giờ, Jimenez lập công trực tội với cú băng cắt đánh đầu tạo điều kiện để TT đã nối hạ gục thủ thành Keleher. Trước giờ nghỉ giải lao, lưới của Liverpool còn rung lên thêm lần nữa nhưng tim Krem đã thổi phạt việt vị. Sang hiệp 2, Liverpool gây sức ép về phía khung thành Fulham và tạo ra không ít cơ hội Phút 53, Nunez tung cú sút trúng xà ngang. Ít phút sau vẫn là tiền đạo người Uruguay dứt điểm hụt trong pha đối mặt với thủ thành Leno sau đường truyền gọn dọn cỗ của Salah. Phung phí cơ hội, Liverpool phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 80, cay Mây thực hiện quả tạt như đặt về phía cột xa để De Cordova. Reid bật lên đánh đầu đưa Fulham vượt lên dẫn ngược lữ đoàn đỏ. Kích tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Phút 87, cầu thủ vào sân thay người, Endo dứt điểm đẹp mắt từ tuyến 2, gỡ hòa cho Liverpool. Và chỉ khoảng một phút sau, Agno hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng cú vô lê đập đất, khép lại màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trên sân Anfield. Trung cuộc, Liverpool hạ gục Fulham với tỷ số 4-3, trong đó có đến 3 siêu phẩm.